Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho anh em một con game chibi hoàn toàn mới nha anh em. Thì con này là con thời đại hải tặc ha, thì con này đã phân nha anh em, thì anh em có thể lấy lên về chơi ha. Thì hiện tại con này có nhiều phiên bản cho mấy anh em chơi nha anh em. Anh em chơi phiên bản nào thì có thể tải về phiên bản đó ha. Thì hiện tại mình quay trên PC nha anh em, mình đang chơi trên giả lập LD Player ha. Thì anh em có thể chiến con này nha anh em. Đấy, một con game chibi rất là đẹp ha. Thì con này là dạng siêu cày cuốc nha anh em. Đấy, free cho mấy anh em cũng rất là nhiều ha. Thì con này open là free cho mấy anh em là một cái bộ cô đi tân thủ luôn và một cái bộ cô đi chung ha, cũng rất là xịn sò nha anh em. Thì anh em có thể gặp trưởng làng, anh em làm những cái nhiệm vụ cơ bản tân thủ nha anh em. Đấy, anh em có thể ra bãi rồi luyện cấp rồi nha anh em. Thì con này là mình đã luyện lên được cấp level 3 nha anh em. Đấy rồi, thì bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn cho mấy anh em tải game và chơi con này nha anh em, và những cái thông tin chi tiết của con này ha. Rồi thì anh em sẽ lên cái trang chủ là thời đại hải tặc.com nha anh em. Thì ở đây nó có đầy đủ link cho mấy anh em tải ha. Anh em sẽ chọn vào cái phần tải game nè, đây chọn vào phần tải game nha anh em. Thì ở đây đó là có cho tải là bản PC nè, bản Java nè ha, iOS nè, Android ha. Thì anh em chơi cái nền tảng nào thì có thể tải cái nền tảng đó nha anh em. Đấy, thì một con game siêu cày cuốc có cả là Android lẫn iOS luôn, cho nên anh em có thể chiến con này ha. Rồi thì anh em ở đây anh em có thể đăng ký tài khoản tại đây nha anh em. Đây để mình đăng xuất ha. Đây ở đây là có tạo tài khoản ha, thì anh em sẽ chọn tạo tài khoản nha anh em. Thì anh em chỉ cần gõ mật khẩu và số điện thoại ha, tài khoản mật khẩu và số điện thoại thì mấy anh em tạo tài khoản thành công nha anh em. Đấy thì tài khoản của mình vẫn như thường lệ ha, đây đăng nhập thành công nha anh em. Thì anh em cần hỗ trợ gì thì có thể liên hệ group Zalo ha. Thì ở đây cộng đồng group Zalo là nó có hai group nha anh em, và group Facebook ha, thì anh em vào group nào cũng được ha. Thì anh em vào đây để anh em ở trong đó hỗ trợ cho mấy anh em chơi cái con này nha anh em. Đấy. Rồi về cái phần cô đi thì cô đi anh em sẽ được tặng cái bộ cô đi như thế này nha anh em. Thì cô đi là mình sẽ để trong phần mô tả của video này ha. Thì anh em sẽ vào phần mô tả của video này mà lấy cái cô đi nha anh em. Đấy. Rồi thì con này đã chính thức open nha anh em có thể lấy link tải game về cài đặt mà chơi ha. Thì con này server cày cuốc cho nên anh em có thể luyện cấp ở những cái bãi biển như thế này nha anh em. Rồi thì cái vấn đề nạp thẻ thì anh em thấy ở đây nó có cửa sổ đây ha. Thì ở đây là anh em có quản lý của mấy anh em quản lý bét siêu đồ rồi ha, cài đặt auto nè, chat rồi ha, đổi đồ rồi. Thì ở đây nó có cái phần nạp thẻ nha anh em, thì anh em chọn phần nạp thẻ thì anh em sẽ nhập cái mã thẻ vào đây ha. Hoặc là anh em có thể liên hệ AD nha anh em này thông qua group Zalo hoặc fanpage nữa ha. Thì anh em có thể liên hệ qua AD nha anh em, thì toàn bộ thông tin của AD mình sẽ để trong phần mô tả của video này ha. Anh em cần hỗ trợ gì thì có thể liên hệ AD nha anh em. Thì đây là một con game chibi mới hoàn toàn nha anh em ở trên kênh của mình ha. Thì anh em nào chơi thì có thể ủng hộ AD nha anh em. Một con game thời đại hải tặc ha. Cái này còn có một tên nữa là hải tặc tí hon nha anh em. Đấy. Rồi phần giới thiệu con game mới, server mới của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt. Thì tất cả các link cũng như cody mình sẽ để trong phần mô tả của video này nha anh em. Anh em vào mà lấy với mình ha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. And I will make it right.
need my love, whenever you need my love, whenever you need my love, need my love. Need my love. All my life I will.